Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. 3 ngày vàng giảm giá, 3 ngày khuyến mại cực kỳ ưu đãi cho các bác trong 3 ngày từ ngày mùng 5 cho đến ngày mùng 7 tháng 7 tại siêu thị điện máy Ecomart. Bên em giảm giá cho rất nhiều các dòng TV với các kích thước từ 55 inch cho tới kích thước 75 inch, giảm giá cho các bác lên tới 53%. Các hãng luôn từ TCL, LG, Sony, Samsung. Vậy những mã nào áp dụng giảm giá sâu hơn trong đợt này thì mời cả nhà mình hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua TV thì các bác đừng bỏ qua những ngày giảm giá như thế này. Bởi vì với những ngày giảm giá như này thì bình thường Ecomart đã bán giá rất là ưu đãi cho các bác rồi. Nhưng trong đợt giảm giá này, Ecomart còn giảm giá sâu hơn nữa cho các bác. Mẫu TV đầu tiên mà Ecomart áp dụng chương trình giảm sâu trong 3 ngày sẽ là dòng TV với kích thước 65 inch với model sản phẩm là 65C645. 65C645 thì đây là model TV QLED ra mắt cho các bác vào năm 2023 và sản xuất liên tục cho tới nay. Về mặt thiết kế của sản phẩm thì sẽ có thiết kế tràn viền ba cạnh. Chân sẽ là chân chữ V, hai bên kim loại cực kỳ là chắc chắn. Viền và chân thì sẽ đều sẽ là kim loại và đồng màu với nhau. Với dòng 65C645 này, nó sẽ hiển thị cho các bác cái gam màu rộng lên tới 94% nhờ cái gam màu chuẩn DCI B3, giống như các bác nhìn cái màu sắc của TV thông qua một chiếc kính vạn hoa ấy, thì nó sẽ đem đến cho các bác cái màu sắc cực kỳ là sắc nét. Đặc biệt hơn là có thêm công nghệ HDR với cái giải động cao tiêu chuẩn mới nhất cho nội dung, mang đến cái nổi bật cho các bác. Dù đầu vào của các bác có chất lượng chưa được 4K, 2K thì thông qua cái dung màu chuẩn này, nó sẽ tăng cái độ sáng nổi bật cho các bác, đổ hiển thị màu sắc sống động và các bác sẽ được hiển thị những cái màu sắc cực kỳ là sáng. Vì vậy mà các bác xem đá bóng hoặc là các bác xem những cái cảnh rừng núi hoặc là các bác xem những cái thước phim, các bác sẽ thấy là cái màu sắc tương đối là sáng và tương đối là sắc nét. Bên cạnh đó thì ngay khi mà các bác xem những cảnh mùa hè hay là những cái cảnh rực rỡ ấy, thì hoặc là các bác xem phim hoặc là cái không gian của nhà các bác nó tương đối là sáng, nhưng với dòng này các bác có thể nhìn rõ màu sắc hình ảnh, những chi tiết ẩn trong nắng chói hoặc là bóng tối nhờ công nghệ bảo vệ màn hình ánh sáng xanh. Bên cạnh đó thì các bác sẽ được tận hưởng cái không gian nghe nhìn cực kỳ là hay với công nghệ Dolby Vision cho các bác, giúp các bác tưởng tượng như ngồi trong rạp chiếu phim. Và với dòng này thì bộ chip xử lý của nó sẽ là bộ chip xử lý IU3. Với bộ chip này thì nó sẽ xử lý cái nội dung 4K chất lượng ổn định, đặc biệt là với công nghệ Game Exchanger. Thì khi mà các bác chơi game thì nó tương đối là nhạy, nó sẽ giảm, không bị giảm độ trễ đầu vào của các bác. Và hiện nay mẫu 65C645 này thì Ecomart bên em chạy giảm giá 3 ngày cho các bác. Giá niêm yết của sản phẩm sẽ là 20.990.000. Các bác sẽ được giảm tới là 49%, sẽ còn về giá là 10.690.000 và sẽ có trả góp lãi suất 0% cho các bác. Dòng này thì tần số quét của nó sẽ rơi vào khoảng là 60, nhưng khi mà các bác chơi game thì nó sẽ lên khoảng 120 cho các bác. Đấy là mẫu đầu tiên 65C645. Mẫu TV thứ hai sẽ nằm trong chương trình khuyến mại lần này sẽ là dòng TV 65C845. 65C845 hiện nay thì đây sẽ là dòng TV mini LED cao cấp của TCL, cũng ra mắt vào năm 2023 và sản xuất liên tục cho tới nay. Với dòng C845 này, Ecomart khuyến mại cho hai kích thước size inch. Nếu như phòng của nhà các bác có diện tích chỗ ngồi xem rơi vào khoảng 3m thì các bác lựa chọn cho em kích thước 65 inch. Còn nếu kích thước lớn hơn rơi vào khoảng từ 3,5 cho tới 4m thì các bác có thể lựa chọn sang kích thước 75 inch. Với dòng 65C845 thì Ecomart đang có giá ưu đãi cho các bác, đang là 29.990.000, giảm 38%, sẽ còn về giá cho các bác là 18.490.000 và có trả góp lãi suất 0%. Bên cạnh đó, với kích thước 75 inch đang giá niêm yết cho các bác là 49.900, giảm cho các bác còn về 23.590.000 và cũng có trả góp lãi suất 0%. Với dòng TV 65C845 này hay là 75C845 thì đây sẽ là dòng màn hình mini LED có thiết kế nguyên khối hoàn thiện cho các bác, với cạnh viền siêu mỏng và chân sẽ là chân ở vị trí trung tâm.
Với kích thước chân như thế này thì nếu như cái kệ của nhà các bác mà là cái kệ kiểu ngày xưa ấy, thì các bác vẫn yên tâm một điều là vẫn để vừa, chứ không nhiều cái thiết kế của kệ ngày xưa nếu như mà các bác để chân chữ V hai bên thì nó sẽ bị không vừa. Thì với kệ là với cái chân ở vị trí trung tâm này thì các bác sẽ để vừa. Thứ hai là nếu như cái không gian của nhà mình để kệ không được thì các bác cũng có thể treo lên tường được nhé. Và với dòng này thì sẽ có độ phân giải 4K cho độ nét gấp 4 lần so với dòng Full HD thông thường. Đặc biệt là màn hình sẽ là màn hình mini LED cho cái màu đen sâu hơn, cái độ sáng cao hơn và độ tương phản lớn hơn cùng với 1000 cộng. Bên cạnh đó thì với công nghệ quantum dot của dòng này, với gam màu sáng và độ sáng đến 98%, mang đến cái màu sắc tinh khiết và trong trẻo cho khung hình của các bác chân thật hơn. Còn về chip xử lý thì nó vẫn sẽ là bộ chip xử lý AI BQ Gen 3. Nó sẽ giống như dòng 65C645, nhưng với dòng C845 này, cái tần số quét của nó lên tới cho các bác là 120. Và đặc biệt là khi các bác chơi game thì cái tần số quét có thể lên tới cho cả nhà mình là 144Hz. Cho nên là nó sẽ nhanh hơn, nhạy hơn và chính xác hơn. Bên cạnh đó thì toàn bộ chất lượng này, hình ảnh đều sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo thuật toán AI giúp thứ nhất là không bị mất nét chi tiết này. Thứ hai là mang đến cho các bác cái màu sắc thực hơn, mô phỏng giống hơn so với thực tế. Đặc biệt hơn là khi mà các bác phát hiện các chuyển động nhanh thì nó sẽ tính toán chuyển động theo khung hình để khôi phục cho các bác cái hình ảnh cực kỳ là mượt mà. Bên cạnh đó thì với dòng TV này, cái nó sẽ có cái công nghệ loa, với công nghệ loa Onkyo cho các bác với công suất loa lên tới cho nhà mình là 60W và trang bị 3 loa. Về công suất loa thì nó sẽ gấp 3 lần so với dòng 65C645, cho nên cái chất lượng âm thanh cũng như là cái âm của nó khi các bác trải nghiệm xem hoặc là nghe ấy, nó sẽ hay hơn hẳn so với dòng 65C645. Nhưng về các tính năng như tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt hoặc tìm kiếm rảnh tay thì đều sẽ là như nhau, và hệ điều hành đều sẽ sử dụng hệ điều hành mới giống nhau. Cho nên là gì? Cho nên là nếu như các bác đang có nhu cầu tìm một chiếc TV thông thường xem nhu cầu cơ bản thì các bác có thể lựa chọn C645. Còn các bác mong muốn một chiếc TV cao cấp hơn, chất lượng hình ảnh đẹp hơn và các bác cái điều kiện của mình nó thoải mái hơn thì các bác có thể lựa chọn 65C845 hoặc là 75C845. Đây là 3 mẫu TV TCL nằm trong chuỗi chương trình giảm giá 3 ngày cho các bác. Bên cạnh TCL thì với LG, Ecomart cũng giảm thêm, đặc biệt cho dòng TV mới của năm 2024, thì mời các bác hãy cùng đi theo em nhé. Mẫu TV LG tiếp theo với model sản phẩm là 65UT750. Đây sẽ là dòng TV nằm trong chuỗi trình khuyến mại giảm giá cực kỳ sâu trong 3 ngày của Ecomart. Với kích thước 65 inch này, đây sẽ là model ra mắt mới cho các bác vào năm 2024 đến từ nhà LG. Dòng TV này thì sẽ là dòng TV có xuất xứ tại Việt Nam. Thiết kế sẽ là dòng thiết kế tràn viền ba cạnh cho các bác, chân sẽ là chân chữ V hai bên. Thì với cái thiết kế này thì đây sẽ là thiết kế kiểu truyền thống của dòng TV LG. Và với dòng TV LG này hiện nay thì đây sẽ được đánh giá là dòng TV giá rẻ, mà với cái giá của nó hiện nay, Ecomart áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá cho các bác trong 3 ngày chỉ còn về giá là 11.690 thôi, mà các bác còn được sở hữu ngay cho mình một chiếc điều khiển chuột bay giúp di chuyển màn hình dễ dàng hơn, xử lý nhanh hơn. Và đặc biệt với dòng 65UT750 này thì đây sẽ là dòng TV Ultra HD, mang đến cho các bác chất lượng màu sắc cực kỳ là sống động, giữ cho các bác chất lượng hình ảnh gần như là nguyên bản. Bên cạnh đó thì với cái dòng TV này sẽ có bộ chip xử lý là bộ chip xử lý Alpha 5 Gen 7 AI 4K giúp nâng cấp toàn bộ chất lượng hình ảnh đầu vào cho các bác thông qua bộ chip xử lý AI. Vì vậy hình ảnh của các bác thông qua bộ chip xử lý này nó sẽ sắc nét hơn, chân thực hơn và màu sắc của nó sẽ sáng hơn. Bên cạnh đó thì với công nghệ HDR10 Pro, nó sẽ đưa các bác vào màu sắc và độ sáng được tinh chỉnh, khung hình hoàn hảo hơn. Ví dụ như là các bác xem phim thì nó sẽ giúp cái màu sắc sắc nét hơn, hình ảnh hiển thị chi tiết hơn và rõ hơn. Ví dụ các bác xem cảnh bầu trời hoặc là các bác xem hình ảnh con vật hay là các bác xem bất cứ những chi tiết nào thì nó sẽ đều sắc nét hơn cho các bác. Với dòng TV này thì nó sẽ có công nghệ chỉnh âm AI cho các bác phân tích và bố trí nội thất cùng tọa độ thưởng thức để các bác tạo ra một cái âm thanh khá là hoàn hảo theo cái vị trí sắp xếp của các bác, với giá 11.690.
mà các bác được sở hữu cho mình một chiếc TV model mới của năm 2024 với kích thước lên tới là 65 inch. Thì đây là một cái giá phải dùng từ là quá rẻ để các bác có thể lựa chọn. Với cái hệ điều hành của dòng này năm nay, thì đây là một cái hệ điều hành mà em thấy là nó khá là dễ dàng và dễ dàng sử dụng, tích hợp sẵn cho các bác khá là nhiều ứng dụng và tùy thuộc vào cái nội dung của các bác mà các bác có thể lựa chọn các ứng dụng khác nhau phù hợp với gia đình nhà mình. Và cái điều khiển chuột bay với cái giá 11.690 thì đã bao gồm điều khiển chuột bay cho cả nhà mình rồi nhá, và có thêm trả góp lãi suất 0% nữa. Giá rất là ưu đãi đúng không ạ? Vậy thì TCL, LG đã giảm giá rồi. Mời các bác cùng sang đến kệ của TV Samsung để xem là mẫu TV Samsung nào sẽ giảm giá nhé. Với dòng TV tiếp theo sẽ là dòng TV 55 AU7007. Với mẫu 55 AU7007 thì đây là một cái mẫu TV khá là quen thuộc với các bác rồi. Đây là dòng TV ra mắt cho các bác vào năm 2022 và sản xuất liên tục cho tới nay. Đặc biệt với dòng 55 AU7007 thì sẽ phù hợp với gia đình nhà các bác muốn mua một chiếc TV dùng cơ bản, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có thể kết nối với các hệ điều hạ, kết nối với Wi-Fi để các bác có thể là trình chiếu từ điện thoại hay là từ laptop lên trên TV được. Tức là các bác đang có nhu cầu mua một chiếc TV xem cơ bản, hoặc là các bác dùng ở lớp học hay là các bác dùng ở phòng karaoke, thì với mẫu 55 AU7007 này sẽ là cực kỳ hợp lý. Thiết kế sẽ là thiết kế tràn viền ba cạnh, chân sẽ là chân chữ V hai bên. Với dòng TV 55 AU7007 này hiện nay trong 3 ngày này, Ecomart đang có ưu đãi cho các bác chỉ còn về giá 8.990.000 thôi, và cũng có trả góp lãi suất 0% cho các bác. Thì nếu như các bác có nhu cầu sử dụng thông thường thì đây sẽ là một dòng TV khá là phù hợp để các bác có thể trải nghiệm vào đợt này. 3 ngày vàng khuyến mại, 3 ngày giảm giá cho rất nhiều các mẫu TV để các bác có thể tham khảo và lựa chọn nhé. Với Sony lần này thì Ecomart sẽ giảm giá sâu hơn nữa cho dòng 65X9L. Bác nào đang mong muốn được sở hữu chiếc TV này thì các bác hãy nhân cơ hội giảm giá 3 ngày này và dinh em nó về ngay nhé. Lần này thì Ecomart giảm tương đối là sâu cho dòng 65X90L. Với giá của dòng 65X90L lần này, Ecomart đang có ưu đãi cho các bác chỉ còn về giá 25.890 thôi, mà có trả góp lãi suất 0% cho các bác. Với dòng TV 65X90L, đây sẽ là dòng TV Full Array LED cao cấp của thương hiệu Sony, được ra mắt vào năm 2023 và sản xuất liên tục cho tới nay. Với dòng này thì sẽ có thiết kế One Stand cho các bác khá là tối giản nhưng không kém phần sang trọng, với cạnh viền siêu mỏng giúp các bác đắm chìm vào không gian TV xem cực kỳ là đẹp. Chân thì sẽ là chân kim loại nguyên khối, tê ngược, các bác có thể nâng chân lên hoặc là hạ chân xuống tùy thuộc vào các bác có để dàn loa sau ba hay không. Với dòng TV này sẽ sử dụng bộ chip xử lý trí tuệ nhận thức nhân tạo XR, có khả năng phân tích hình ảnh, âm thanh và chủ thể để giúp nâng cấp hình ảnh mang đến cho người dùng cực kỳ là sắc nét cho các bác. Bên cạnh đó, các công nghệ như là công nghệ XR Triluminous này, công nghệ XR Contrast hay là công nghệ chuyển động mượt, thì với tất cả những công nghệ này nó đều bổ sung cho các bác cái chất lượng hình ảnh xem nó cực kỳ là đẹp. Thì với dòng TV 65X90L này, với công suất loa lên tới là 30W, kèm theo đó có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, có tìm kiếm rảnh tay cho các bác, thì cái giá 25.890.000 thì đây là một cái giá cực kỳ ưu đãi để các bác có thể lựa chọn mua. Bác nào mà đang lăn tăn về mẫu này hay lăn tăn về bất cứ các mẫu nào trong chuỗi sản phẩm bên em đang khuyến mại, các bác có thể để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.